Ở video ngày hôm nay, em xin hướng dẫn mọi người cách xem bảng giá bán của nhà thuốc mình bán cho bệnh nhân hay khách hàng mua lẻ. Đầu tiên, tại màn hình chính, chúng ta nhấp vào module cửa hàng. Tại cửa hàng, chúng ta chọn danh mục bảng giá bán. Chúng ta sẽ chọn vào bảng giá bán có tên của nhà thuốc mình. Ở đây thì sẽ là bảng giá bán của công ty nhà thuốc Big Family Thanh Hà. Đối với các thao tác ở bảng giá bán, chúng ta có thể thực hiện sửa, thêm mới sản phẩm vào trong bảng giá bán và xóa. Để thực hiện các thao tác trên, chúng ta click vào nút sửa. Để thực hiện xóa một sản phẩm, chúng ta chỉ việc click vào hình thùng rác ở đây và sản phẩm sẽ được xóa đi. Hay là sửa giá của sản phẩm, chúng ta sẽ click vào phần giá và sửa. Để thêm một sản phẩm vào trong bảng giá bán, chúng ta sẽ click vào nút thêm một dòng. Chọn sản phẩm chúng ta muốn thêm. Ví dụ như ăn tốt IQ. Ống thì chúng ta có thể để là 5.000 đồng một ống. Đặc biệt phải chú ý là sản phẩm khi được thêm mới vào sẽ chưa tồn tại trong bảng giá bán thì chúng ta mới có thể thực hiện nút lưu được. Sau khi hoàn thành xong các thao tác ở trong bảng giá bán, chúng ta cứ click nút lưu và bảng giá bán đã thực hiện lưu thành công.